Ngọc Quỳnh cùng với Còn Nhật xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự hàng ngày của đài CBN trên mạng tần 14.5. Bản tin chúc quý vị một buổi chiều thứ năm thật là nhiều niềm vui và ăn tối thật ngon miệng. Và bản tin ngày 2 tháng 7, 2020 sẽ có những tin chính như sau. Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngồi vào bàn đàm phán về Syria. Pháp chuẩn bị rút khỏi sứ mệnh hải quân của Liên minh NATO. Dịch COVID-19 bùng phát trở lại, một số tiểu bang quyết định hạn chế các hoạt động. Bộ Quốc phòng đề xuất siết chặt tầm hoạt động của Flycam. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới cùng với Ngọc Quỳnh. Kính thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngồi vào bàn đàm phán về Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày thứ Tư 1 tháng 7 cho biết Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải ngồi vào bàn thương thuyết để thảo luận về tình hình hiện nay ở Damascus trong bối cảnh chính quyền Ankara đang là đồng minh thân thiết của phe nổi dậy, còn Moscow và Tehran lại đang hậu thuẫn cho quân chính phủ Syria. Trong cùng một phát biểu đưa ra tại cuộc họp, Tổng thống Putin còn đề cập tới những sào huyệt của quân khủng bố vốn đang tồn tại ở tỉnh Idlib, đồng thời gọi đây là mối quan tâm hàng đầu cần phải được giải quyết ngay. Ngoài vấn đề về Syria, giới lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran còn cam kết tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, cũng như tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng người nhập cư. Chiến cuộc leo thang hồi tháng 3 đã khiến hơn 1 triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, buộc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phải đi đến quyết định buông bỏ vũ khí tại mạn Tây Bắc Syria. Và bản tin thứ hai trong phần tin thế giới cho biết, Pháp chuẩn bị rút lui khỏi sứ mệnh hải quân của Liên minh NATO. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Pháp vào ngày thứ Tư 1 tháng 7 cho biết, giới lãnh đạo Paris vừa mới tuyên bố rút lui khỏi sứ mệnh hải quân trên Địa Trung Hải, vốn do Liên minh ước Bắc Đại Tây Dương viết tắt là NATO điều hành. Và mọi chuyện được cho là bắt nguồn từ một vụ va chạm tàu thuyền giữa phía Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả điều tra sơ bộ cũng không trùng khớp với những gì mà Pháp đã đưa ra trong suốt thời gian vừa qua. Quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh NATO đã bắt đầu rơi vào căng thẳng vì những vấn đề liên quan tới Libya, Syria và hoạt động khai thác nhiên liệu trên Địa Trung Hải. Mới đây, Pháp còn cáo buộc tàu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công hạm đội của mình vào thời điểm chiến hạm Kubit tới thăm dò một chiếc tàu bị tình nghi chở lậu vũ khí sang Libya. Là một thành viên trong sứ mệnh tuần tra trên biển của NATO, Pháp đang muốn giới chức trách trả lại danh dự và công lý sau màn đối đầu vào ngày 10 tháng 6 vừa qua. Và trong khi đó thì phi trường Beirut tái mở cửa hoạt động. Phi trường quốc tế tọa lạc tại thủ đô Beirut của Lebanon vào ngày hôm qua 1 tháng 7 đã tái mở cửa hoạt động sau hơn 3 tháng bị chính quyền phong tỏa để kiểm soát sự lây lan của đại dịch gây suy hô hấp COVID-19. Cách đây khoảng vài tuần lễ, giới lãnh đạo Lebanon từng tuyên bố áp dụng chính sách mở cửa kinh tế trong giai đoạn đầu và chỉ cho phép các chuyến bay được nối lại với lượng hành khách chiếm khoảng 10% so với trước đây. Tất cả mọi người khi tới phi trường đều phải xét nghiệm coronavirus. Nếu như nhận được kết quả dương tính, họ phải tự cách ly ở nhà để tránh lây nhiễm sang cho cộng đồng dân cư. Đại dịch COVID-19 được cho là giọt nước tràn ly đối với nền kinh tế Lebanon. Trong bối cảnh quốc gia này suốt thời gian qua đã phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng chính trị, cư dân bản xứ thường xuyên xuống đường biểu tình để yêu cầu chính phủ đương nhiệm từ chức do cảm thấy bất mãn đối với những lệnh cấm xoay quanh đại dịch. Và tiếp theo là tin hơn 50 người bị thiệt mạng trong màn biểu tình bạo loạn ở Ethiopia. Ít nhất có 50 người được cho là đã bị thiệt mạng trong phong trào biểu tình bạo động tại tỉnh Oromia của Ethiopia vào ngày thứ Tư 1 tháng 7, nối theo sau cái chết của ca nhạc sĩ nổi tiếng kim nhà đấu tranh sắc tộc Hakalu Hundisa.
Sự việc nêu trên đã gây nên nhiều chia sẻ trong xã hội. Trong bối cảnh Ethiopia đang chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống vào năm sau, nghị sĩ Hakalu Hundisa đã bị ám sát vào tối thứ Hai 29 tháng 6. Một ngày sau đó, tại thủ đô Addis Ababa đã nổ ra phong trào biểu tình bạo động nhằm mục đích để kêu gọi công lý cho Hundisa, là một người thuộc bộ tộc thiểu số Oromo. Các màn đụng độ trên đường phố đã khiến cho 52 người chết, bao gồm những nhân viên an ninh. Nhiều cơ sở thương mại đã bị đốt phá và hôi của. Tang lễ của Hundisa đã được cử hành vào ngày thứ Hai, thứ Năm 2 tháng 7. Nhân vật này và Tổng thống đương nhiệm Abiy Ahmed của Ethiopia đều thuộc bộ tộc Oromo. Tiếp tục trong phần tin thế giới là tin biểu tình phản đối chính sách sáp nhập Tây Ngạn của Israel. Nhiều người gốc Palestine vào ngày thứ Tư 1 tháng 7 đã cùng nhau xuống đường biểu tình để phản đối chính sách sáp nhập vùng lãnh thổ Tây Ngạn mà Israel đang theo đuổi, trong khuôn khổ của chính sách hòa bình Trung Đông do Hoa Kỳ đưa ra. Tại thành phố Gaza và Jericho, các cuộc tuần hành tương tự cũng đã diễn ra nhằm mục đích kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày hôm qua đã đứng thân triệu tập một phiên họp để thảo luận về việc sáp nhập vùng lãnh thổ từng bị họ cướp khỏi tay của người Palestine trong cuộc chiến hồi cuối thập niên 1960. Chính sách gây tranh cãi này công nhận các khu định cư của người Do Thái ở Tây Ngạn là một phần lãnh thổ của Israel. Họ cho rằng nếu như chính sách sáp nhập Tây Ngạn được áp dụng thì hòa bình sẽ bị sụp đổ, đồng thời gây ra những cuộc chiến khiến cho nhiều người bị thương vong. Và tin hơn 40 người nhập cư bất hợp pháp đặt chân tới tỉnh Sicily của Ý. Kính thưa quý vị, một chiếc thuyền nhân đạo chở theo 43 người nhập cư bất hợp pháp vào ngày thứ Tư 1 tháng 7 đã cập bến vào hải cảng Augusta thuộc tỉnh Sicily của Ý. Và tất cả các thuyền nhân do tài Mary Junior giải cứu đều được phép lên bờ một cách bình an vô sự. Ai nấy cũng phải mặc quần áo bảo hộ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19. Và màn giải cứu trên địa trung hải đã được tổ chức từ thiện ở Ý, Mediterranean Savin Hirschman đứng ra điều hành, cách thành phố Zawaras của Libya khoảng 40 dặm trong ngày thứ Hai 29 tháng 6 vừa qua. Trong số những người trên tàu có 2 phụ nữ và 17 trẻ em, sau khi đặt chân lên bờ, họ đã tới cách ly tại những địa điểm chưa được tiết lộ. Mặc dù đã giảm đi vào năm 2019, nhưng làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ Libya lại đang trỗi dậy với khoảng 6.195 người đặt chân tới Âu Châu kể từ đầu năm đến nay. Và kính thưa quý vị, Đài Loan sẽ giúp nhiều người rời khỏi Hồng Kông sau khi luật an ninh được Trung Cộng thông qua. Chính phủ Đài Loan vào ngày hôm qua 1 tháng 7 đã chính thức mở cửa một văn phòng ở thủ đô Đài Bắc nhằm để giúp cho một số người rời khỏi Hồng Kông nếu cần, sau khi Trung Hoa chính thức ban hành luật an ninh gây tranh cãi tại thành phố tự trị này. Nhiều giới chức cấp cao trong chính phủ nói rằng đây là cơ hội để Đài Loan thu hút thêm nhiều tài năng và giới đầu tư đến từ ngoại quốc, trong bối cảnh luật an ninh đang bị người Hồng Kông mạnh mẽ lên án như một hình thức bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của các nhà đấu tranh. Luật an ninh gây tranh cãi đã bắt đầu có hiệu lực tại Hồng Kông vào sáng hôm qua. Cả Bắc Kinh và giới lãnh đạo Hồng Kông đều cho rằng luật này không gây ảnh hưởng tới quyền tự trị. Một tổ chức nhân quyền ước tính đã có khoảng 200 người Hồng Kông ra ngoại quốc sinh sống sau khi nổ ra phong trào biểu tình đòi quyền tự do dân chủ vào hồi cuối năm 2019 vừa qua. Trở về khu vực Âu Châu, một bản tin gửi đi cho biết Anh Quốc sẽ cấp quyền cư trú cho hàng triệu người Hồng Kông. Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson vào thứ Tư thông báo hàng triệu người Hồng Kông đủ điều kiện để xin passport hải ngoại, gọi tắt là BNO của Anh, cùng người hôn phối và các con chưa trưởng thành của họ, sẽ được phép định cư tại Anh và được mở đường để trở thành công dân nước này. Sự thay đổi lớn về quyền lợi của những người Hồng Kông ra đời trong thời thuộc địa được thông báo chỉ vài giờ sau khi phía Trung Quốc chính thức áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. And imposition of this national security law constitutes a clear and serious breach. Lên tiếng trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Johnson nói, luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã vi phạm nghiêm trọng tuyên bố chung của Trung Quốc và Anh Quốc ký kết năm 1984.
vốn bảo đảm quyền tự trị cao cho Hồng Kông. Và cũng theo Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, những người có passport BNO sẽ được quyền ở lại Anh Quốc 5 năm, sau đó họ có thể xin định cư để trở thành thường trú nhân. Sau 12 tháng làm thường trú nhân, những người này có thể xin nhập quốc tịch Anh. Ngoại trưởng Raab thêm rằng, London sẽ không giới hạn số người Hồng Kông muốn xin nhập cư. Bộ Ngoại giao Anh Quốc cho biết, chính sách mới sẽ được công bố trong vài tháng tới, với các chi tiết vào thời gian cụ thể. Trong thời gian đó, những người có passport BNO vẫn được quyền tự do đến Anh, nhưng sẽ phải trải qua thủ tục kiểm tra nhập cư thông thường. Và tính đến tháng 2, có khoảng 349.881 người đang có passport BNO, và Anh Quốc ước tính khoảng 2.5 triệu người Hồng Kông đủ điều kiện để xin passport này. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới cho biết Ý tịch thu hơn 1 tỷ ma túy của ISIS. Kính thưa quý vị, cảnh sát Ý đã khám phá 14 tấn hồng phiến hay còn gọi là amphetamine trị giá 1.12 tỷ Mỹ Kim do tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS ở Syria sản xuất, cũng là vụ tịch thu loại ma túy này lớn nhất thế giới. Nhà chức trách Ý phát hiện ra 3 container khả nghi tại cảng Salerno, phía nam thành phố Naples, chứa những cuộn giấy lớn để sử dụng trong công nghiệp. Và khi dùng cưa máy để cắt các cuộn giấy, cảnh sát đã tìm thấy 84 triệu viên hồng phiến đang chuẩn bị bán ra tại thị trường châu Âu để tài trợ khủng bố, theo cơ quan cảnh sát tài chính của Naples tuyên bố, đồng thời cho biết đây là vụ tịch thu hồng phiến lớn nhất thế giới. Chúng tôi biết rằng nhà nước Hồi giáo ISIS kiếm tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố, chủ yếu bằng cách buôn bán ma túy được sản xuất tại Syria. Trong vài năm qua, họ đã trở thành nhà sản xuất hồng phiến lớn nhất thế giới, nhà chức trách Ý nói. Hồng phiến là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, làm cơ thể con người hưng phấn, ít đói và tỉnh táo hơn. Hồng phiến được đặc biệt biệt danh là ma túy jihad vì các chiến binh ISIS thường sử dụng nó khi cần để lúc chiến đấu. Cảnh sát tin rằng một số nhóm tội phạm ở Naples đã liên minh để phân phối ma túy này. Các nhóm này được cho là tìm đến nguồn hàng ở Syria khi việc sản xuất và phân phối ma túy tổng hợp ở châu Âu trì trệ do các lệnh phong tỏa của COVID-19. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của chúng tôi. Xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.